vô, tịch vô, cho bà miếng nước, tịch vô. Ngày xưa có một cậu bé tên là Tích Chu, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cậu sống cùng bà của mình, nhưng cậu rất ham chơi, không hề thích làm việc hay giúp đỡ bà. Vô, bà bị rồi nha. Tức ghê, tao hết hơi rồi, không u nổi nữa. Thì mày có bao giờ đủ hơi đâu. Tết vô, cho bà biết nước. Mau rồi, Tết chu về cho bà. Thôi, chơi trò này thua mãi rồi, tụi mình kiếm giấy đá đi. Không có được đâu, tao phải về đưa cơm ra đồng cho cha tao rồi. Còn tao phải phụ mẹ nấu cơm nữa, tao phải coi em nữa. Tụi mình chơi từ sáng tới giờ rồi, thôi, chúng ta phải về đây. Ừ, thôi vậy, chiều lại ra chơi nha. Chán thiệt, biết làm gì bây giờ. Chắc mình cũng về thôi, kiếm gì đó ăn. Con chim này, mày muốn gì hả? Sao chứ, tao đang trên đường về nhà nè. Đau quá. Con chim này. Bà ơi, cô Giao. Bà ơi, con chim mổ cháu. Tịch Chu, cháu của bà. Bà ơi, bà dậy đi, con chim mổ vào đầu cháu đau quá. Tịch Chu, cháu tôi. Bà khát nước quá, bà kiệt sức rồi. Bà ơi, bà nói vậy là sao? Bà ơi, bà sao vậy? Bà dậy đi bà. Bà đừng làm cháu sợ, bà hứa sẽ chăm sóc cháu suốt đời mà. Cháu sao vậy? Bà ơi, cháu nhớ cha mẹ quá. Cha mẹ cháu sẽ không về nữa hả? Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay còn nối, con mất cha mẹ rồi, con phải mồ côi. Có thể giúp bà con sống lại không? Con hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ làm bất cứ điều gì miễn là bà con sống lại ạ. Có ai vừa gọi ta sao? Ông có phải là ông Tiên không ạ? Ông ơi, xin hãy làm bà cháu sống lại được không ông? Thì ra là cậu bé Tích Chu. Cháu có người bà lo lắng thương yêu cháu mà không biết quý trọng, chỉ lo ham chơi, không nghe lời. Giờ bà cháu mất rồi, cháu có thể tự do đi chơi rồi đó. Không, cháu xin lỗi ông, cháu đã biết lỗi rồi. Xin ông hãy giúp bà cháu sống lại, cháu hứa sẽ không làm bà buồn nữa. Cháu hứa sẽ làm bất cứ điều gì ạ. Có thật là cháu sẽ làm bất cứ gì giúp bà sống lại không? Dạ, cháu hứa. Thôi được, vậy cháu hãy đến suối Tiên lấy nước về hồi sinh cho bà. Ta đây không thể làm cho người chết sống lại, nhưng nếu cháu có thể lên suối Tiên lấy nước về cho bà uống thì bà cháu sẽ hồi sinh. Cháu sẽ đến suối Tiên lấy nước hồi sinh cho bà. Nhưng ông, xin ông hãy chỉ đường cho cháu. Suối Tiên
ở trên đỉnh núi kia, nhưng đường đi gian nan nguy hiểm lắm, cháu có tự mình vượt qua được hay không? Cháu hiểu thưa ông, nhưng còn bà cháu đi xa như vậy, ít nhất cũng mất mấy ngày. Hey, ta hóa phép cho bà cháu hóa thân vào con chim này. Bây giờ chú chim này và bà cháu là một, sẽ đồng hành cùng cháu trên đường đi. Nhưng cháu phải bảo vệ bà, nếu chú chim bị ăn thịt mất thì bà cháu sẽ vĩnh viễn mất đi, không hồi sinh được nữa. Cháu có hiểu không? Dạ, cháu hiểu rồi. Tích Chù, cháu đã về rồi. Bà ơi, cháu xin lỗi bà đã về muộn. Cháu sẽ đi tìm nước ở suối Tiên để cho bà trở lại thành người. Tội nghiệp cháu tôi. Thôi, chúc cháu lên đường may mắn. Ta đi đây. Cháu sao vậy? Cháu mệt quá bà ơi. Chúng ta ngồi nghỉ một lát. Chúng ta chỉ mới đi nửa canh giờ, còn chưa qua khỏi chân núi. Đường xa như vậy, biết bao giờ mới đến nơi. Bà có mệt chưa? Cháu của ta giỏi quá, biết quan tâm đến ta rồi. Nhưng giờ ta đói quá, không bay nổi nữa. Bà, mà chim thì ăn gì? Ăn trái cây chín phải không bà? Đằng kia có màu đỏ như trái cây, cháu cố gắng đến đó được không? Dạ, bà cứ để cháu đi. Bà ở đây chờ cháu một lát nha. Ấp 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 a a a, cứu tôi với. Ấp 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 ấp, cậu bé làm ơn cứu tôi, không chú mèo đến thì tôi chết mất. Hả, cậu nói được sao? Cậu bị sao vậy? Chú mèo là ai? Mau giải thoát cho tôi trước đã. Đây nè, cậu có thấy cọng tơ trói chân tôi không? Tôi là Ếch, cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Tôi là Tích Chu, sao cậu lại sợ như vậy hả? Phải sợ chứ, đây là núi Thiên, vì có suối Tiên nên những con vật hoặc là biết nói hoặc là có phép. Vậy chú mèo là con vật có phép thuật, nhưng sao nãy giờ tôi không thấy chú mèo nào hết? Vậy rất có thể là chú mèo đang bắt được con mồi khác ngon hơn. Mèo thích thịt chim hơn là thịt Ếch. Nguy rồi, bà tôi. Nè, Tích Chu, mai mốt cậu có việc cần thì gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu để trả ơn. Ừ, tôi phải đi ngay để cứu bà tôi nữa. Một con chim béo tốt. Cứu tôi, có ai cứu với? Xin hãy tha cho tôi. Tôi là người quá thân, ông không thể ăn tôi được. Không, không được ăn bà tôi. Đây là bà của tôi, không phải một chú chim bình thường đâu. Xin đừng ăn bà của tôi mà. Bà ngươi, một con người lạc giữa núi hoang này. Wow, tốt lắm. Ngươi muốn thay con chim này làm bữa tối cho ta. Tôi là cậu bé Tích Chu, biết ngài là chú mèo vĩ đại, khỏe mạnh và giỏi giang. Trong khu rừng này có hàng ngàn con vật có thể làm bữa tối cho ngài. Xin ngài đừng ăn bà của tôi. Ngươi đúng là một cậu bé nhanh nhạo. Nhưng sao ngươi lại tới đây? Chúng tôi đang trên đường đến suối Tiên để bà uống nước suối và có thể biến lại thành người như lời của ông Tiên nói. Nên xin ngài thay cho chúng tôi đi. Ngươi lo cho bà ngươi quá ha. Vậy mà ngươi để bà ngươi bay một mình và rơi vào tay ta hả? Tôi đi tìm thức ăn cho bà tôi. Tôi biết lỗi rồi. Từ nay tôi sẽ ở cạnh bà tôi như hình với bóng. Xin ngài hãy tha cho chúng tôi một lần. Tôi hứa sẽ làm bất cứ gì ngài muốn. Bất cứ gì ta muốn à? Thật không? Vậy được, ta sẽ tha cho bà cháu ngươi với một điều kiện. Dạ, thưa ngài. Ngươi phải đền cho ta một bữa ăn ngon khác
ở suối Tiên làm thành món ăn cho ta. Khi xong, ngươi sẽ gọi chúa mèo để ta đến kiểm tra. Nhưng nếu ngươi dám tìm cách chuồn đi, thì ta dám đảm bảo bà cháu ngươi sẽ không sống sót rời khỏi núi này đâu. Dạ, tôi hứa. Từ giờ, cháu sẽ nghe lời ông Tiên, bà cháu ta sẽ không được rời nhau nửa bước. Được rồi, cảm ơn cháu. May mà cháu đến kịp á. Con mèo làm bà sợ quá à. Nhưng mà cháu định làm sao bắt cá ở suối Tiên? Cháu cũng chưa biết, nhưng chúng ta cần phải sống nên cháu mới hứa với chú mèo như vậy. Thôi, đợi đến lúc chúng ta đến được suối Tiên, bà uống được nước suối trở lại thành người thì chúng ta sẽ nghĩ cách. Ô kìa, cậu bé kia, sao lại lang thang trong rừng thế này? Cậu lang thang ở đây, chúa mèo nhìn thấy sẽ ăn thịt cậu đó. Không đâu, chúng tôi vừa mới gặp chúa mèo xong. Thật sao? Chúa mèo tha cho cậu đi sao? Cũng không hẳn. Chúa mèo bắt chúng tôi phải bắt cá ở suối Tiên làm bữa tối cho hắn thì mới được tha về. Suối Tiên à? Thì ra cậu đi tìm suối Tiên à? Cáo có biết suối Tiên ở đâu không? Đương nhiên là biết chứ. Mà tôi còn biết cả con đường tắt đến suối Tiên nữa. Đi đường tắt vừa nhanh vừa an toàn. Thật sao? Đương nhiên rồi. Có thể chỉ cho tôi được không? Nào nào Tích Chu, chúng ta mau đi thôi, không nên làm phiền bạn cáo đây. Khoan đã, cậu đi đường này á thì mất 3 tháng mới đến suối Tiên. Nếu cậu theo tôi đi đường tắt thì chỉ sáng mai thôi là đến. Cậu là người duy nhất gặp chúa mèo mà còn sống sót. Tôi thật là khâm phục cậu. Cậu tìm suối Tiên để cứu người đúng không? Tôi là cáo tốt bụng, tôi sẽ giúp cậu. Vậy cậu dẫn đường cho tôi đi. Tích Chu, cháu phải cẩn thận, đừng nghe lời kẻ lạ. Cảm ơn cáo nha, cậu mau dẫn đường đi. Đường này, cậu mau đi theo tôi. Tích Chu này, cậu có thấy đằng kia có ánh sáng xanh hắt lên không? Đó là ánh sáng từ suối Tiên sao? Đúng vậy, còn không xa nữa, đúng không? Nè Tích Chu, chúng ta chạy thi không? Đến đó sẽ nhanh hơn. Chạy hả? Tôi đói rồi, sáng giờ đi bộ mệt quá, làm sao mà chạy nổi? Chẳng phải ở suối Tiên có cá sao? Nếu cậu có thể thắng tôi sẽ bắt hết cá trong suối cho cậu, còn làm món ngon cho cậu nữa, được không? Được lắm. Vậy nếu tôi thua thì sao? Bà thấy không có nên đâu cháu à. Nếu vậy cậu phải làm một việc nhỏ cho tôi, có được không? Là việc gì vậy? Một việc nhỏ xíu ấy mà, không cực như bắt cá đâu. Yên tâm, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Tích Chu, cẩn thận đó. Không được, ta phải thắng. Tôi thắng rồi, thắng rồi. Tích Chu, đây là đâu? Đâu có cái suối nào ở đây. Tích Chu, cậu chạy nhanh lắm, nhưng đã thua ta rồi. Ngươi là ai? Thả ta ra. Quanh nhà ta đã làm phép hết rồi. Con mồi một khi đã lọt vào đây thì không thể nào thoát ra được. Lúc nãy
ta muốn nhờ ngươi làm một việc nhỏ. Đó là làm bữa tối cho ta. Xin cáo yêu tình hãy tha cho cháu tôi. Xin hãy ăn thịt tôi và tha cho Tích Chu. Không, không, ngươi đã lừa ta. Ngươi không được ăn bà của ta. Nếu cần gì ta sẽ làm cho. Hãy thả bà ta ra đi. Ta chẳng cần gì cả. Ta chỉ cần ăn thôi. Lúc nãy ngươi nói sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là ta tha cho bà cháu nhà ngươi, phải không nào? Khi mặt trời khuất sau núi, ta sẽ đi săn về. Lúc đó, ta muốn thấy một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, không vết ố bẩn, giường cũng phải nhổ sạch cỏ. Nếu ngươi chưa làm xong, thì ngươi sẽ thành bữa tối của ta. Được, được, tôi sẽ làm. Tôi sẽ dọn nhà thật sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu ngươi cố tình chạy trốn, thì ta sẽ xuất hiện và ăn thịt ngươi ngay lập tức. Hiểu chưa? Cháu cố gắng lên, làm trong nhà trước, ngoài sân sau. Cháu nghĩ là không có gì nhiều đâu, chỉ là quét nhà và dọn cỏ thôi mà. Nhà này chắc chưa bao giờ có ai quét dọn. Châu thử đào đất quanh rễ rồi hẳn nhổ lên. Chà rửa giặt giũ mà mệt như vậy. Cháu xin lỗi vì những ngày trước đã để bà phải dọn dẹp nhà cửa một mình. Không xong rồi, mặt trời đang lặn dần, cháu sẽ không kịp mất. Cháu bình tĩnh, chỉ còn 3 hố nữa thôi. Dài việc dọn dẹp lặt vặt thôi mà làm cái gì mệt mỏi vậy? Được, được. À, Tích Chù, cháu sao vậy? Kệ, cho nó nằm nó nghỉ đi, vào ăn với ta. Xem cái bộ dạng của ngươi, chắc là từ trước tới giờ chẳng hề biết dọn dẹp gì đúng không? Vì Tích Chu còn bé, lại vụng về nên... Còn vụng thì phải tập cho hết vụng. Có vài việc lặt vặt trong nhà mà ngươi cũng không biết làm nữa. Cháu không ngờ chỉ là những việc vặt mà cũng mệt nhọc đến như vậy. Sau này cháu sẽ cố gắng phụ giúp việc cho bà nhiều hơn. Ta là kẻ giữ lời. Vì ngươi đã dọn dẹp rất sạch sẽ nên ta thả bà cháu nhà ngươi đi. Đây là sôi gất thần kỳ, chừng nào ngươi còn ở núi thiên này thì sẽ ăn mãi không hết. Xem như là quà ta tặng cho nhà ngươi. Cảm ơn cáo yêu tình. Cáo yêu tình cũng tốt với chúng ta quá là nhỉ. Có thể đó là thần núi thử thách chúng ta cháu à? Dạ. Ôi trời. Bà ơi, làm thế nào để sang bờ bên kia bây giờ? Cháu thử lấy một cành cây chống xuống nước xem đáy có sâu không.
vẻ là hồ sâu lắm đó bà. Vậy thì cháu không nên bơi qua, chúng ta đi vòng qua. Cái hồ rộng quá, đi vòng chắc sẽ lâu lắm đó bà. Hay là... Tích Chu à, cháu cẩn thận cháu ngã xuống nước. Bà ơi, cái lá này chắc lắm, không hề rung rinh hay có chìm như lá sen thật một tí nào cả. Ừ, cháu phải đi đứng cẩn thận đó. Cháu định làm gì? Có lẽ cháu phải nhảy qua đó. Nhưng lỡ chiếc lá đó đỡ không có nổi và cháu chìm xuống nước thì sao? Bà làm sao cứu được cháu? Cháu phải thử thôi, cháu có thể bám vào lá để bơi lên mà. Cháu làm được rồi bà ơi, cái lá này vững lắm mà. Tốt quá, vậy chúng ta có thể qua bờ nhanh hơn rồi. Trò này vui quá bà ơi, những chiếc lá này như phát ra nhạc vậy đó bà. Cháu cẩn thận, coi chừng ngã đó. Sao đâu cháu, bà hiểu hết mà. Tội nghiệp cháu tôi. Mau chạy đi, mấy cái lá sẽ tiếp tục bắt con đó. Ta không đủ sức giữ hết chúng đâu. Nhanh lên Tức Chuột, ráng lên, ráng lên. Ráng lên Tích Chu, sắp đến rồi, cố lên cháu. Mày cho con là thần núi ta đi ngang đây kịp thời. Con tên gì? Sao lại đến núi này nguy hiểm trùng trùng như vậy? Con cảm ơn thần núi đã giúp con và bà. Con là Tích Chu, đang lên núi tìm suối tiên để giúp bà con hóa trở lại thành người. Đây, uống nước từ rễ cây này đi, con sẽ thấy khá hơn. Con cảm ơn ông. Ông ơi, sao những chiếc lá này lại nguy hiểm như vậy hả? Đây gọi là bẫy xếp, để bảo vệ suối tiên. Những hồ này trải rác khắp quanh đây. Tất cả những chiếc lá lớn trên hồ đều có chung một bộ rễ ở dưới đáy sâu. Có cây cỏ ở đây, không có thời gian trồng trọt. Giờ con hãy dọn ruộng trồng lúa, rồi thu hoạch đầy 10 bồ lúa cho ta. Làm xong con gọi ta đến, ta sẽ đưa con đến ngay suối tiên. Ông không sợ con bỏ trốn sao? Ta đâu có bắt nhốt con đâu, con có thể bỏ đi tùy ý. Nhưng mà ta nói trước, đường từ đây đến suối tiên còn rất nhiều hiểm nguy, không chỉ là chú mèo hay là bẫy xếp đâu. Vậy con hứa sẽ giúp ông, chỉ xin ông giữ lời hứa là đưa con và bà đến suối tiên ạ. Ta tin là con làm được. Mọi thứ con cần đều ở trong chòi kia. Lát nữa ta sẽ cử một con trâu đến để phụ con cày bừa.
Ta đi đây. Cháu đừng lo, bà sẽ chỉ cho cháu. Bà không biết, nhưng bà có thể hướng dẫn cháu. Bà là nông dân mà. Con trâu này chưa được thuần hóa, nó chưa có dây buộc vào mũi để dắt đi, nó không nghe lời cháu đâu. Thôi mà, cho xỏ dây vào mũi mày để chúng ta cùng làm nông, tạo ra lúa gạo thì mày cũng được no đủ. Đồ lý lợm. Cháu đừng có nóng vội, hay cháu thử cắt ít cỏ cho trâu xem. Trâu thích ăn cỏ lắm. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Bà giỏi quá. Mau, cháu mau lại đây, xoa đầu trâu đi nào. Vậy mà mình từng để bà làm việc đó một mình, đã vậy đi làm về còn phải nấu ăn cho mình, thương bà quá. Trong lúc làm nông, Tích Chu hiểu bà từng vất vả như thế nào. Nhờ vậy cậu ngày càng chăm chỉ làm việc. 3 tháng trôi qua, cánh đồng lúa cũng đã đơm bông. Bà ơi, cháu đã hiểu bà từng vất vả như thế nào để cháu được ăn no đủ. Cháu của bà đã lớn hơn rồi, cháu đã làm rất tốt, bà tự hào về cháu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9, 10. Làm xong rồi, xong việc rồi. Cảm ơn trâu nhiều lắm. Nếu không có mày giúp, tao không thể làm xong được. Thần núi ơi, con đã xong việc rồi. Thưa ông thần núi, con đã thu hoạch xong 10 bộ lúa như ông đã bảo. Hả? Không, không có gì khiến ta phải phàn nàn. Lúa rất chắc và đủ, chứng tỏ là con đã rất dày công. Giờ ta có đủ thóc cho những nơi mất mùa rồi. Con cảm ơn ông, nhờ ông mà con đã biết làm ruộng, biết cày cấy. Giờ ta sẽ giữ lời hứa, đưa con và bà con đến suối Tiên. Cảm ơn thần núi. Bà ơi, đây chắc là suối Tiên rồi. Cảnh vật đẹp quá cháu à. Bà mau uống nước đi bà. Phải rồi, bà phải mau trở lại thành người để còn giúp cháu chứ. Hay là bà uống thêm đi. Chuyện gì thế này, sao bà vẫn chưa trở lại thành người? Ông thần núi ơi, ông thần núi ơi. Vậy là sao? Không lẽ đây không phải là suối Tiên? Lúc trước ông Tiên nói chỉ cần uống nước suối Tiên là bà trở lại thành người mà. Cháu đừng quá đau buồn. Không được, phải có ai giúp chúng ta chứ. Thần núi ơi, ông Tiên ơi, anh ơi. Chào cậu, cuối cùng cậu cũng đến được suối Tiên rồi. Anh ơi, đây thật sự là suối Tiên sao? Sao bà tôi uống nước suối mà vẫn chưa trở lại thành người?
vì cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình với chúa mèo, nên nước suối chưa linh nghiệm được. Vậy tôi sẽ bắt cá làm món ăn cho chúa mèo để hoàn thành tất cả những lời hứa. Bọn cá này đã ngăn phép của suối tiên nên rất khó bắt. Để trả ơn cậu đã cứu tôi sẽ giúp cậu. Ừ. Cảm ơn ếch nhiều lắm. Chúng ta cùng làm thôi. Nấu ăn tưởng đơn giản mà lại khó không ngờ luôn. Giờ cậu có thể gọi chúa mèo được rồi. Cảm ơn cậu. Không có cậu, tôi sẽ không thể nào vượt qua được thử thách này. Thôi, ơn nghĩa của chúng ta đã xong. Tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu. Sau này, cậu hãy cố gắng sống tốt. Tôi nhớ rồi. Tạm biệt ếch. Nào, chúng ta cùng gọi chúa mèo. Cháu sẵn sàng chưa? Dạ. Chúa mèo ơi! Thưa chúa mèo vĩ đại, tôi đã bắt cá ở suối tiên và làm món ăn cho ngài. Được lắm. Vậy là tối nay ta có tiệc cho các thần núi và yêu tinh rồi. Ngài nói sao? Ta rất hài lòng về đồ ăn của ngươi. Không cần lo, ta không ăn thịt ngươi đâu. Giờ ngươi có thể cho bà uống nước suối được rồi. Bà ơi! Bà! Chú, cháu của bà. Chúc mừng bà cháu Tích Chu. Cuối cùng cháu cũng đã về đến đích. Cháu đã dũng cảm vượt qua thử thách của núi Thiên Tích Chu à, nên cháu mới cứu được bà. Cháu nhận ra được bài học. Từ nay cháu hứa sẽ yêu thương bà và giúp đỡ bà nhiều hơn. Bà mừng quá. Dạ, xin cảm tạ các thần linh. Giờ thì chúng ta đưa hai bà cháu về nhà thôi. Từ đó Tích Chu không còn ham chơi lười biếng mà trở nên ngoan ngoãn hơn, yêu thương bà và làm nhiều việc giúp bà. Hai bà cháu sống với nhau thật vui vẻ, đầm ấm. Các ngươi hãy ở mãi trong rừng sâu mà ăn năn sám hối. Ngày xưa có ba con quỷ lộng hành nơi trần gian. Thần rừng Nghĩa Hiệp đã dùng toàn bộ công lực để giam giữ sức mạnh phép thuật chúng trong ba chiếc lá thần. Suốt 100 năm qua, ba con quỷ ở lại chốn rừng sâu. Quỷ đen cố lên, quỷ đỏ cố lên. Bắt được rồi. Ôi da. Quỷ xanh, ông làm trọng tài kiểu gì vậy? Cũng tại con bướm kia chứ bộ. Để tôi đi xử con bướm kia. Ông là quỷ mà ngày nào cũng đuổi qua bắt bướm không chán sao? Chứ bị nhốt ở khu rừng này cả trăm năm rồi, không đuổi qua bắt bướm chứ tôi biết làm gì giờ. Trời ơi, rốt cuộc là tôi với quỷ đen ai về đích trước? Chuyện này tôi không có để ý. Ha, tôi nhào lộn muốn chóng mặt luôn mà giờ ông nói không có để ý hả? Cái đồ quỷ xanh vừa lùn vừa mập kìa. Ai không được xúc phạm ngoại hình của tôi á thì cùng lắm hai ông đua lại đi. Đua lại nè. Cái đuôi của tôi. Giờ sao? Đua lại không? Đua thì đua. Tôi mà sợ ông chắc. Tôi mà thắng thì ông phải gọi tôi là đại ca nha. Trời ơi, nghe tôi nói,
con người đang đi tới kìa. Ê, xưa giờ làm gì có con người nào dám vào tận trong rừng như thế này. Ông nói sao có đúng không? Im lặng nào. Tôi ngửi có mùi con người. Đó, tôi đã nói là có con người rồi. Rõ ràng ở trên bóng cây tôi nhìn thấy. Ê, nói khẽ thôi. Hai ông có muốn thoát khỏi khu rừng này không? Cứ làm theo lời tôi. Hôm nay mình đốn được nhiều củi, chắc cũng đủ lộ phí lên kinh dự thi rồi. Lạ thật, sao đi mãi không thấy lối ra vậy ta? Chẳng lẽ mình bị lạc rồi? Con người kia, đứng lại. Hả? Ta biểu ngươi đứng lại. Ai? Ai đó? Ngươi, ngươi là thứ gì? Ta chính là thần rừng. Ai cho ngươi vào đốn củi ở lãnh thổ của ta? Ngươi là thần rừng? Dạ, xin thần rừng hãy thứ tội. Tôi là học trò nghèo tên Sáo Long. Để có tiền lên kinh ứng thí nên đành phải vào rừng đốn củi. Dạ, mong thần rừng hãy bỏ qua cho. Ngươi đốn nhiều cây của ta như vậy, vậy thì ngươi phải làm giúp ta một việc, ta sẽ tha cho ngươi. Dạ, tôi xin nghe. Việc gì miễn không hại người hại vật thì học trò xin nghe theo. Ngoan lắm, ngươi đi theo ta. Ngươi hãy hái ba chiếc lá kia xuống, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hả? Đây là loại cây gì mà có ba lá ba màu khác nhau thế này? Sao học trò chưa từng thấy qua? Biểu cái gì thì làm ngay, nhanh lên đi. Thần rừng, giọng nói của ông... ta hơi khàn giọng thôi. Cây gì thì ta không nói được. Ngươi cứ hái ba chiếc lá trên cây xuống, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Chuyện này là sao? Thần rừng, ông... Thần rừng nào ở đây? Tụi tao là quỷ, bị lão thần rừng nhốt ở khu rừng này cả trăm năm rồi. Cũng may mà có ngươi chưa giải thoát cho bọn ta. Các ngươi, trời ơi, ta vừa làm gì thế này? Quỷ đỏ, quỷ đen, bây giờ tụi mình xử lý con người này sao đây? Thôi, cứ bắt về làm nô lệ cho chúng ta. Không, cứu mạng, bớ người ta có quỷ. Tại sao loài người cứ thấy mặt chúng ta là bỏ chạy hết vậy? Kỳ lạ ghê. Ngốc vừa thôi, vì chúng ta là quỷ chứ sao. Sao ông cứ cốc đầu tôi miết, hèn chi tôi cao không nổi luôn á. Hai ông mà cãi nhau nữa là anh ta bỏ chạy mất bây giờ. Đuổi theo. Đuổi chạy đâu cho thoát. Các người đừng lại đây. Chết rồi, lão thần rừng lại tới rồi. Tôi không muốn bị nhốt trong rừng như trước đâu. Lũ quỷ kia, các ngươi bị ta nhốt cả trăm năm nay mà vẫn chưa ăn năn hối cải. Hôm nay ta sẽ không nương tay đâu. Lão thần rừng xuất hiện đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn tìm ông tính sổ đây. Quỷ đỏ, chúng ta chưa hồi phục công lực, hãy chạy trốn thì hơn. Quỷ, có quỷ. Bị thương nặng quá. Có quỷ. Ông là... Ta chính là thần rừng. Ông là thần rừng thật sao? Khi nãy con rơi xuống núi, có phải là ông đã cứu con không? Dạ, tạ ơn cứu mạng của thần rừng. Không có ông cứu giúp, chắc là con đã bỏ mạng rồi. Nhưng vì sao con lại lạc trong rừng thế này? Dạ, con là học trò nghèo, miệt mài đèn sách đã nhiều năm. Vì muốn có lộ phí lên kinh dự thi, con đành vào rừng đốn củi kiếm chút tiền. Không ngờ lạc vào rừng sâu. Ai ngờ bị bọn quỷ lừa. Chúng đóng giả là thần rừng, rồi kêu con hái những chiếc lá ở trên cây xuống. Thảo nào,
ta được bày xẻ báo tin lũ quỷ được một người phàm giải thoát. Ta lập tức đến ngay, nhưng vẫn không kịp. Nếu không mau chóng tiêu diệt chúng, e rằng chúng sẽ gây hại cho nhân gian. Dạ, là lỗi của con. Con xin lỗi ông, tại con... Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Dạ, nhưng mà làm sao mới diệt được lũ quỷ ạ? Khó đó. 100 năm trước, ta đã tiêu tốn gần hết công lực mới có thể nhốt lũ quỷ vào trong những chiếc lá thần. Lần này, chắc phải nhờ hết vào con. Dù khó, nhưng con phải cố gắng. Có thành công hay không, còn tùy vào sự ưu trí và lòng dũng cảm của con. Con làm sao có thể được? Con chỉ là cậu học trò, con không có võ công. Ông là thần rừng mà còn phải dùng hết công lực thì mới nhốt được bọn chúng kia mà. Ta là thần rừng. Nếu càng đi xa khỏi khu rừng, phép thuật của ta sẽ càng suy yếu. Và lại, lũ quỷ gặp ta ắt sẽ có sự đề phòng. Nhưng với con, chắc chắn chúng sẽ lơ là cảnh giác. Cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn. Con yên tâm, con đã hấp thụ nhân sâm ngàn năm nên sẽ mau chóng có sức khỏe phi thường. Bây giờ là ngọn đuốc thần, chỉ cần đưa ngọn đuốc lại gần ngọn lửa, chúng sẽ lộ nguyên hình. Con hãy giữ gìn cẩn thận. Còn đây là con ngọn đuốc thần của ta, từ nay sẽ đồng hành với con để tìm ra tung tích của bọn quỷ, đồng thời sẽ truyền dạy lại võ công cho con. Con chó này mà có thể dạy võ cho con sao? Đúng vậy, nói trước là tôi nghiêm khắc lắm đó. Ngươi biết nói à? Đây là vị tướng tài trong khu rừng của ta đó. Con sẽ học được nhiều từ cậu ấy. Mực, ngươi không được bắt nạt sao long nghe chưa? Dạ. Ta có việc phải đi. Sao long, mực, hai con phải gắng sức tìm ra lũ quỷ và tiêu diệt chúng. Lũ quỷ này rất ranh mãnh, nhớ phải hết sức thận trọng. Trời ơi, tôi đói bụng quá, chạy cả buổi rồi. Chúng ta phải ra khỏi khu rừng này, lỡ lão thần rừng đuổi kịp thì tôi hết cả lũ. Đợi tôi khôi phục lại công lực, nhất định phải trả đủ thù xưa. Thù gì thì cũng phải no cái bụng trước đã. Có mùi đồ ăn thơm quá, thơm quá. Ê, hả? Ở đây đông người lắm, đừng có manh động. Anh hai, anh biết tin gì chưa? Cả làng mình đang xôn xao kia kìa. Chuyện gì vậy cậu Út? Ông Năm trưởng thôn mới xây một ngôi nhà cho con gái nên ra thông báo. Ai có vật lạ quý hiếm gì để trang trí nhà mới thì mang đến. Chỉ cần tiểu thư Tiểu Mỹ thích thì sẽ mua lại với giá cao. Hay quá, nhà ông Năm nổi tiếng giàu có và hào phóng nhất vùng này. Chúng ta thử nghĩ xem, nên tìm vật gì? À, hay là mình tặng quà đi anh hai. Con gái thường rất là thích quà. Hay đó. Vậy đợi anh làm cho xong việc ngoài đồng, rồi mình cùng vào bìa rừng tìm quà xem sao. Quà trong đó chắc sẽ đẹp và lạ hơn. Đồ ăn của mình đâu rồi? Quái lạ. Nhà giàu. Lúc nãy hai ông có nghe hai người kia nói chuyện không? Nhà ông Năm nào đó giàu có lắm, đang tìm vật lạ để tặng cho con gái. Chúng ta hãy tìm cách đột nhập vào nhà đó đi. Chúng ta không vào được, nhưng có thể mượn bàn tay của con người mà. Vậy giờ mình đi đâu để tìm một bàn tay con người? Ngu nè. Ây, cái đầu hoài, quỷ cũng biết đau nha. Úm bà là sức mạnh của quỷ hội. Biến hình. Ý, anh hai, nhìn coi em tìm được cái gì nè. Bông hoa này vừa lạ vừa đẹp, chắc chắn là tiểu thư Tiểu Mỹ sẽ thích.
Nè, cậu chó ơi. Ai cho anh gọi tôi là chó? Tôi tên là Mực. Thì rõ ràng cậu là loài chó mà. À, Mực, cậu Mực, tôi chỉ muốn hỏi là khi nào cậu sẽ dạy võ cho tôi? Ngay bây giờ. Cậu muốn đánh cũng phải báo trước để tôi chuẩn bị chứ. Vậy khi lũ quỷ đánh anh cũng phải báo trước hả? Người học võ phải có phản xạ nhanh, tinh thần cảnh giác cao, vì tụ quỷ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng tôi chưa biết gì. Cậu nhẹ nhàng chút có được không? Không được. Nhẹ nhàng thì chừng nào anh mới tiến bộ? Võ thuật phải thực chiến. Quá tam ba bận, không ai ngã ba lần bởi cùng một chiêu đâu nghe. Ui da, trời ơi, cái lưng của tôi. Rồi, tôi phục cậu rồi đó, được chưa? Cơ thể anh đã có nhân sâm ngàn năm gia tăng sức mạnh, nên sẽ dễ dàng học các chiêu thức võ thuật. Anh nhìn cho kỹ. Về tới nhà rồi nè. Nữa hả? Cậu chịu thua chưa? Đây là bài học cuối cùng. Không được mềm yếu với kẻ thù. Đặc biệt là không được tin lời lũ quỷ xảo trá kia. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu nhiều. Đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi cho lại sức. Sáng sớm mai sẽ bắt đầu truy tìm lũ quỷ. Nhưng có chuyện này. Chuyện gì? Chẳng lẽ anh sợ à? À, không phải. Ý tôi là, tôi đang nghĩ nếu dân làng mà thấy cậu biết đi đứng và nói chuyện như vậy á, thì e là không hay lắm. Thế này được chưa? Được rồi, được rồi. Và không được nói tiếng người nữa. Ngoan ngoan, mình đi về nhà thôi. Sao Long, tôi ngửi thấy mùi của lũ quỷ. Thật hả? Chúng đang ở đâu? Ê, 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 đợi tôi với. Thưa bà con, cảm ơn bà con đã đến đông đủ. Như tôi đã thông báo, bất cứ ai có hoa thơm cỏ lạ hay vật gì quý báu, chỉ cần con gái tiểu mỹ của tôi thích thì tôi sẽ mua lại với giá cao. Đây là tấm vải được dệt bằng tơ tằm, vô cùng sang trọng và quý hiếm. Trời ơi, tơ tằm đẹp quá ha. Đã thiệt. Cảm ơn bà. Tấm vải nhìn rất đẹp, nhưng tiếc là tiểu mỹ nhà tôi đã có nhiều rồi nên nó không thích. Đây là áo khoác làm từ da hổ mà tôi đã trình 3 ngày 3 đêm mới săn được, vô cùng quý hiếm. Tôi rất tiếc. Cậu có chắc là lũ quỷ ở đây không? Nếu đúng thì cậu gật đầu sủa 3 tiếng ra hiểu cho tôi. Cậu đừng có nói chuyện, kẻo dân làng lại hoảng sợ đó. Còn ai có vật quý gì nữa không? Con gái tôi chưa ưng được món nào cả. Thưa ông Năm, tiểu thư, hai anh em chúng tôi có một bông hoa quý, ba cánh với màu xanh, đỏ, đen, là loài hoa độc nhất vô nhị. Hoa gì mà lạ quá, tôi sống từng tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy đó nghe. Đúng là loài hoa quý hiếm khó tìm. Hoa này nhìn đẹp quá, con sẽ trồng nó ở vườn nhà mình. Con gái ta rất thích bông hoa này. Ta sẽ đổi lấy túi vàng cho hai cậu.
Cảm ơn ông Năm. Ý của cậu bông hoa này là tiếng chó sủa ở đâu vậy? Dạ là chó của con ạ. Con gái ta không thích con chó này, cậu đem về đi. Dạ con đến đây không phải là để tặng con chó này cho ông đâu. Ý con là bông hoa này rất nguy hiểm. Ông Năm và tiểu thư hãy dứt bỏ bông hoa này đi. Cậu nói gì? Lần đầu tiên tôi nghe nói hoa mà lại nguy hiểm đó. Dạ xin hãy tin con, bông hoa này là do quỷ hóa thành đó ạ. Cậu càng nói càng khó tin. Chắc là do cậu không được chọn món đồ nào nên không được vui, rồi muốn tôi bỏ đi bông hoa này có đúng không? Thôi, con gái tôi đã chọn được món đồ ưng ý, xin mọi người hãy về cho. Đủ nó đi, đi. Cậu mang con chó của cậu về đi, làm con gái của tôi kinh sợ đó. Ngồi quá. Cuối cùng thì mình vào được nhà của con người rồi. Quỷ xanh, ông làm cái gì vậy? Thì tôi ngửi thử coi mình có hôi gì không, mà cô gái kia chê chúng ta hôi. Ngốc vừa thấu, cả trăm năm qua mình có tắm rửa gì đâu mà không hôi. Cũng hơi có mùi thiệt. Thôi, ta mới ở ngoài sân thôi à. Bây giờ hãy tìm cách vào phòng cô gái rồi nhập hồn đi. Có như vậy thì mình mới thật sự là chủ nhân của ngôi nhà này. Muốn vào thì vào thôi. Coi tôi nè. Coi ông quỷ đỏ tài lanh chưa. Hả? Chuyện này là sao? Sao tôi không vào phòng của con người được? Ông lại quên mất cửa nhà, cửa phòng của con người đều có thần bảo vệ sao? Muốn vào trong vẫn phải mượn bàn tay của con người đó. Sao ông không nói sớm, làm tôi bị đấm một củ đào điếng à. Mau nghĩ cách gì đi. Bây giờ ta phải làm gì đây? Ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ không có tin lời ta nói. Tôi lo lũ quỷ sẽ tìm cách nhập vào con người, như thế sẽ làm cơ thể họ bị tổn hại nghiêm trọng. Không được, ta phải nghĩ cách vào trong bắt tụi quỷ. Mực, nghĩ cách giúp tôi đi. Gài cửa gì mà gãy xuống à? Bà Hậu ơi, bà Hậu. Dạ dạ, tiểu thư cho gọi tôi. Then gài cửa của con bị gãy rồi, bà tìm giúp con thanh mới nha. Dạ, để tôi ra giường xem có thanh gỗ nào dùng tạm đêm nay không. Có gì ngày mai tôi đi mua then gài cửa mới cho tiểu thư. Thời cơ đến rồi, chúng ta mau biến thành then gài cửa máu lớn. Đâu có thanh gỗ ba màu đẹp thế này, chắc tiểu thư sẽ thích đây. Tiểu thư, tôi tìm được thanh gỗ nãy ngoài giường, nhìn nó xinh xắn lắm. Tiểu thư gài cửa đỡ hôm nay nha. Cảm ơn bà Hậu, thanh gỗ xinh quá. Thôi, bà về nghỉ ngơi sớm đi, con cũng đi ngủ đây. Then gài này nhìn lạ thật. Thôi, gài đỡ hôm nay vậy. Xinh quá, đúng là mỹ nữ, mỹ nữ. Tôi sẽ nhập vào cô gái này. Sao cái gì ngon ông cũng giành hết vậy? Tôi sẽ nhập vào cô gái. Ông chọn người khác đi. Hai ông nói nhỏ tiếng thôi. Bà la hãy cho ta nhập vào. Nhập vào. Nhìn tôi xem, tôi nhập vào một tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi nè. Ủa, quỷ xanh đâu rồi? Chuyện gì vậy? Sao tôi lại nhập vào con vẹt yếu ớt này? Quỷ xanh là ông sao? Ông nhập vào con vẹt ngốc này hả? Là do ông hết.
Đồ quỷ đó xấu xa. Thôi được rồi, quỷ xanh à, ông bình tĩnh đi. Để sáng mai tôi tìm cho ông một chàng trai khỏe mạnh nhập vào. Nghĩ được chưa? Tiểu Mỹ, con không sao chứ? Mở cửa cho cha. Con không sao chứ? Cha thấy con là lớn quá. Con Tiểu Mỹ, nhà cha đi mà. Ta la, hãy cho ta nhập vào ông này. Nhập vào. Thân thể này cũng được. Bây giờ tôi chính là chủ nhân của cái nhà này. Hai ông nhập vào con người, còn tôi thì nhập vào con chim. Không chịu. Hình như nhà này còn có một bà già giúp việc. Hãy để tôi đi bắt bà về cho ông nhập vô nghe. Cái bà già lũ khủ đó tôi không thích. Với lại bà là phận người ăn cái ở, đâu xứng đáng với thân phận quỷ sanh cao quý của tôi. Kén chọn quá, coi chừng kén quá thì ở mãi trong con vẹt cho tới hết đời. Quỷ đen, tôi đói bụng quá, ông kêu bà già giúp việc đi làm đồ ăn cho chúng ta đi. Đúng đó, giờ mình là chủ nhân ngôi nhà này rồi mà. Cái bà già giúp việc đâu? Vào đây tôi biểu. Nè quỷ đỏ, bây giờ tôi sẽ coi ông là con gái nha chưa. Con gái á, nói giọng phải cho nữ tính một chút mới được. Để tôi, để con thử lại. Bà già giúp việc đâu rồi? Tiểu thư kêu rác cả cổ mà chưa xuất hiện là sao? Dạ ông chủ, tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không? Con gái chủ mà nói bụng rồi, làm cho ta ít đồ ăn đồ ngon, nhanh lên đi. Nhưng bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Làm gì mà đi nấu, làm gì nấu mà ta, nhiều chuyện quá. Dạ dạ, tôi đi làm ngay. Xưa giờ tiểu thư đâu có ăn khuya như vậy đâu. Kỳ lạ thôi. Nhìn đồ ăn ngon quá. Còn đứng ở đó làm gì? Có đồ ăn mà sao không có rượu? Đem cho cha con ta mấy bình rượu thượng hạng coi. Nhanh lên. Dạ dạ, rượu của ông chủ đây. Rượu ngon, rượu ngon. Ông chủ và tiểu thư hôm nay làm sao vậy ta? Chắc là mình già rồi, mắt kém nên mới nhìn lầm thôi. Cả đêm qua không thấy động tĩnh gì, tôi lo quá mừng ơi. Cậu làm gì đó nữa? Đồ dẹp hư đốt. Dám ăn bánh, tôi còn dám mổ ta à? Bà lão kia, ai cho bà đánh con vẹt cưng của ta? Kìa ông Năm, là do con vẹt của ông mổ hư bánh của tôi. Có bà con ở đây chứng kiến. Đúng rồi, đúng hồi nãy đó. Tôi cũng thấy vậy đó. Do con vẹt bê tơi pha bánh trước mà.
Không nói nhiều, bà quỳ xuống xin lỗi thì ta tha cho. Tôi làm gì sai mà xin lỗi? Cha con mấy người đừng ý vào mà ức hiếp người nghèo nha. Sao hôm nay ông Năm và tiểu thư lại ngang ngược quá vậy? Bình thường á, họ hiểu chuyện lắm mà. Bánh của tôi. Trời ơi, mấy người làm cái gì vậy nè? Dừng lại, đây là hàng bánh của tôi, hai người không được phép phá hoại. Tôi thích đó, thả đó, đâu ai mà cho phép. Cái lưng của tôi. Đau quá. Sao hôm nay ông Năm khỏe quá vậy ta? Sao lại như vậy? Bánh của tôi, công sức của tôi, đồ con người yếu ế. Con lại ông Năm, xin tha cho mẹ con. Con thay mặt mẹ xin lỗi ông và tiểu thư. Mẹ cô dám đánh con vẹt quý nhà ta nên bọn ta đánh lại cho huề nhau vậy thôi. Mẹ con tuổi đã già, sức lại yếu, xin ông Năm và tiểu thư tha cho lần này. Ây cha, mà không ngờ bà lão già nua này lại có một cô con gái trẻ đẹp như vậy. Chịu về làm vợ ta đi, ta sẽ tha cho mẹ cô. Được đó, về nấu cơm giặt giũ hầu hạ cho cha con ta. Tôi thà chết cũng không gả con gái cho ông. Xin ông, ông đáng tuổi cha con, làm sao con làm vợ ông được? Từ trước đến giờ, cái gì ta đã muốn có thì không có gì là không được. Đi theo ta. Thả con gái tôi ra. Con ơi, mẹ, mẹ ơi, thả tôi ra. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Chó của kẻ nào dám xô ngã ta? Là cậu học trò ta gặp trong rừng sao? Hắn ta vẫn còn sống hả? Chắc do hôm đó may mắn thôi, nhưng hôm nay sẽ là ngày xui của hắn. Lũ quỷ kia, chúng bay đừng hòng hại ngươi. Chàng trai, cậu nói gì? Ma quỷ gì vào ban ngày thế này? Dạ thưa bà con, ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ đang bị lũ quỷ nhập vào. Mọi người hãy mau về nhà để tránh bị nguy hiểm. Cậu nói cái gì vậy? Không thấy ta chính là ông Năm sao? Còn đây là con gái của ta, Tiểu Mỹ đó. Nè cậu, đúng là tính tình ông Năm và tiểu thư hôm nay khác lạ. Nhưng mà cậu cũng không thể nói người ta là ma quỷ được. Vậy mọi người hãy nhìn cho kỹ đây. Hắn có ngọn đuốc thần đó, mọi người nhớ phải cẩn thận. Là quỷ, chạy mau bà con ơi. Mà mình thông minh quá. Ủa, chó đen đi đâu mất tiêu rồi? Chắc bỏ đi chỗ khác rồi. Trời ơi, chó mà treo cây như mèo vậy. Thả ta ra, đồ chó hôi hám. Cứu giời. Tên học trò kia, ngươi phải trả giá. Là ta đã thả các ngươi ra thì chính ta sẽ trừng trị các ngươi.
không để cho các người có cơ hội hại người được nữa. Vậy để coi bản lĩnh của người đến đâu. Quỷ đỏ, tiến lên. Quỷ độc ác như ngươi thành tro bụi, đừng hòng có cơ hội hại bất kỳ ai nữa. Tráng sĩ, xin tráng sĩ tha mạng. Tha mạng? Tha mạng để ngươi đi hại ngươi à? Chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho tôi hứa sẽ không bao giờ làm hại người khác nữa. Tôi xin thề. Tráng sĩ là học trò có đúng không? Chắc chắn là hiểu đạo lý gì nè. Đúng rồi, đánh trẻ chạy đi, ai đâu đánh người chạy lại. Xin tráng sĩ tha mạng. Ta chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho ta, ta sẽ tặng lại tráng sĩ 3 món quà vô cùng quý giá. Ngươi thì có quà gì? Đây là con ngựa thần, một ngày có thể đi 1000 dặm đường. Túi màu vàng đựng ngọc mặt trời, ban đêm hãy mở túi ra thì trời sẽ sáng như ban ngày, cất vào túi thì trời lại tối sầm như cũ. Còn túi này đựng gì? Túi màu đen đựng viên ngọc mặt trăng, ban ngày hãy mở túi ra thì trời sẽ tối sầm như ban đêm, cất vào túi thì trời sẽ sáng lại như cũ. Sao Long, đừng tin lời bọn quỷ. Anh còn nhớ bài học cuối cùng trong rừng không? Cậu chịu thua chưa? Đây là bài học cuối cùng, không được mềm yếu với kẻ thù, đặc biệt là không được tin lời lũ quỷ xảo trá kia. Làm sao ta tin được ngươi? Có khó cái gì đâu. Bây giờ là ban ngày, cậu thử mở cái túi đựng mặt trăng coi trời có tối hay không. Wow, thật là thần kỳ. Sao Long, có chừng. Lại gạt ta. Vì sao con quỷ này bỗng khỏe lên khác lạ? Đúng rồi, loài quỷ sẽ mạnh hơn vào ban đêm. Trời ơi, ta lại bị gạt rồi. Mau đền mạng cho những anh em của ta. Thu lại mặt trăng. Ta nhất định sẽ báo thù. Sao Lòng, ngươi hãy đợi đó. Cuối cùng cũng diệt trừ được lũ quỷ. Mực, cậu không sao chứ? Mực, tôi không sao, anh giỏi lắm. Cũng may nhờ có cậu nhắc nhở, nếu không tôi lại mắc mưu tên quỷ đen kia rồi. Quên mất, không biết là ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ ra sao rồi. Liệu ông chủ và tiểu thư có sao không cậu? Tôi là tôi nghi ngờ rồi, ai ngờ đâu. Sao mình lại nằm ở đây? Kìa, Tiểu Mỹ, con ơi. Cha, có chuyện gì vậy? Sao con nhức đầu quá? Cậu kia, cậu làm gì ở nhà tôi? Dạ, ông Năm đừng hiểu lầm. Ông và tiểu thư bị bọn quỷ nhập vào, chạy đi phá xóm phá làng. Nhưng mà ông yên tâm đi, con đã diệt xong lũ quỷ rồi, bây giờ không sao hết. Cậu lại nói chuyện ma quỷ gì ở đây? Bà Hậu,
sao bà lại mở cửa cho người lạ vào nhà? Ông chủ, tiểu thư, đúng là hai người rồi. Cậu Sáu Long đây đã cứu mạng hai người đó. Chuyện là vậy. Hèn chi, tôi thấy cả người ê ẩm quá. Nhưng vì sao bọn quỷ đó từ đâu ra? Sao lại nhập vào cha con tôi? Ông Năm, chúng là ba con quỷ có ba màu xanh, đỏ và đen, đã biến thành bông hoa trà trộn vào nhà của ông. Con đã cố can ngăn vào hôm qua, nhưng mà ông không tin. Bông hoa ấy có mùi hôi thối, nên ta đã vứt bông hoa ngoài giường rồi kia mà. À, hồi tối then cài cửa của con bị gãy, nên có nhờ bà Hậu tìm then mới. Sau đó thì mê man không biết gì nữa. Điều kỳ lạ là then cài cửa đó cũng có ba màu xanh, đỏ, đen. Tôi lượm được thanh gài cửa ba màu đó trong giường mà. Để tôi kiểm tra xem sao. Ông chủ, tiểu thư, tôi không thấy then gài cửa ba màu đó đâu nữa. À, con hiểu rồi. Vậy là lũ quỷ đã cố tình biến thành then cài cửa để có thể nhập vào tiểu thư và ông Năm đây. Trời ơi, xem chút nữa là tôi làm hại con gái tôi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Cậu chính là ân nhân của cả nhà tôi. Cảm ơn anh đã cứu mạng cha con em. Dạ, thấy ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ không sao là tốt rồi. Vậy bây giờ con xin phép ra về. Khoan đã, khoan đã. Bà Hậu, bà vào trong lấy một túi vàng trao cho cậu này, coi như cha con tôi cảm ơn. Ê, ông Năm đừng có làm vậy. Dạ, con là học trò, tuy nghèo nhưng mà không có tham tiền bạc. Ông và tiểu thư bình an là tốt rồi. Con xin phép được ra về ạ. À? Vậy cảm ơn cậu. Sau này có dịp, cha con tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của cậu. Nè, cậu khỏe hẳn rồi chứ? Anh quên tôi là thần khuyển hả? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe liền. Được rồi, được rồi. Mà Mực nè, cảm ơn cậu đã nhiều lần xả thân giúp tôi nha. Nếu không có cậu, chắc tôi chẳng thể đánh thắng lũ quỷ được đâu. Anh đừng khách sáo như vậy. Đó cũng là việc tôi nên làm mà. Ủa, cậu tìm gì hả? Tôi vẫn ngửi thấy mùi của lũ quỷ ở đâu đây. Nhưng mùi này lại rất khó nhận biết. Thật kỳ lạ. Chắc là cậu bị thương cho nên khứu giác chưa hồi phục hẳn đó thôi. Tôi và cậu đã tận tay diệt chúng rồi. Cậu không nhớ sao? Vậy, tôi đã xong việc. Bây giờ tôi phải trở lại rừng đây. Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ gọi Mực ơi, tôi nhất định sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu, tôi nhớ rồi. Đây là ngọn đuốc và ba đồ vật mà lũ quỷ để lại. Nhờ cậu gửi lại cho thần rừng giúp tôi. Tôi phải lo ôn thi nên không thể cùng cậu vào sâu ở trong rừng được. Thần rừng gửi lời cảm ơn đến anh. Tôi nhất định sẽ bảo quản chúng cẩn thận. Được, thế tôi đi đây. Tạm biệt. Cũng may là thường ngày mình siêng năng tu luyện mới có thể dùng thuật ẩn thân quan sát được tên học trò đó. Nếu không thì mình chết chắc rồi. Ngươi là ai? Đây là nơi của bọn ta, mau biến đi chỗ khác. Từ nay, ta chính là chủ nhân ở đây. Nếu mày còn ít tình các người muốn sống thì phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nghe rõ chưa? Dạ dạ, tuân lệnh chủ nhân. Xin chủ nhân tha cho, khó thở quá. Chủ nhân, người tu luyện bao lâu mà lợi hại vậy? Nếu không bị tên học trò khi đánh trọng thương thì ta còn lợi hại hơn nhiều. Anh em ta cũng không phải bỏ mạng oan uổng như vậy. Sao lòng bà nhất định sẽ còn tìm ngươi. Con gái tôi ngắm qua hay tương tư anh chàng nào đó? Kìa cha, làm gì có. Cha mà không hiểu con gái cha thì còn ai hiểu. Cha đã bảo bà Hậu chuẩn bị ít cơm canh, trái cây. Con mau vào sửa soạn rồi mang qua nhà cậu Sáu Long để cảm ơn cậu ấy đã cứu mạng cha con ta. Dạ vâng, thưa cha.
mình phải ráng ôn bài mới được. Ngày thi sắp đến rồi. Ui. Dạ tiểu thư. Anh cứ gọi em là Tiểu Mỹ được rồi, đừng khách sáo. À được. Nhà em có ít đồ ăn và trái cây mang qua, gọi là lời cảm ơn anh, mong anh nhận cho. Vậy cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn Tiểu Mỹ. Cảm ơn Tiểu Mỹ thời gian qua đã chăm lo cho anh. Nhất định anh sẽ đạt được công danh để về hỏi cưới em. Em nhất định sẽ đợi anh. Đừng lên kinh thành xa xôi, anh đi đường cẩn thận. À em yên tâm, anh có con ngựa quý một ngày đi được ngàn dặm, sẽ không vất vả đâu. Khi nào thi xong có kết quả rồi, anh sẽ về thăm em. Dạ gà nướng đây ạ. Mời chủ nhân. Gà nướng thơm quá. Ta phải ăn như vậy thì ta mới có sức mà tu luyện được chứ. Ngon thiệt luôn á. Chắc ngươi lại đây, nghe rõ lời của ta dặn. Dạ tôi là chủ nhân. Đúng là ngựa thần, chỉ đi mất nửa ngày đã tới kinh thành rồi. Hơn 10 năm đèn sách chỉ đợi có ngày này, mình nhất định phải bình tĩnh. Giờ làm bài bắt đầu. Bẩm quay, chỗ ngồi của học trò có nhiều ếch quá à. Trong hội thi ở kinh thành, làm gì có ếch nhái nào vào được. Tên học trò kia, nếu ngươi còn làm ồn lần nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi phòng thi. Dạ, học trò đã hiểu, thưa quan đại thần. Lũ ếch này tinh ranh khác lạ, nhưng mà hình như chúng chỉ nhắm vào một mình ta. Hả, nguy rồi, có thể chúng là ếch thành tinh. Nếu cứ như vậy, e là mình sẽ không làm bài kịp được. Mực ơi, mực ơi, có lũ ếch phá không cho tôi làm bài. Cậu hãy giúp tôi đuổi chúng đi. Vậy nữa các ngươi là yêu tinh phương nào, sao tới đây phá rối sao lòng? Là do Mực, cậu không sao chứ? Cậu có bắt được lũ ếch kia không? Tôi không sao, lũ ếch này không có nhiều tài phép nên dễ đối phó. Chỉ tiếc là phút cuối tôi đã để chúng sống mất. Thôi không sao, mà cũng là lạ, sao ở kinh thành lại xuất hiện loại ếch tinh này chứ? Tôi đoán là chúng theo dõi anh đó, phải cẩn thận. Cảm ơn cậu, nếu không phải đang làm bài thi quan trọng thì tôi cũng không phiền đến cậu làm gì. Không sao, cần tôi giúp gì thì anh cứ gọi. Bây giờ tôi phải trở lại khu rừng đây, anh nhớ bảo trọng. Tiếp tục theo dõi sau lắm, tìm cách khiến hắn phải mang tội. Ta đổ rồi, ta đổ tiến sĩ rồi. Tiến sĩ tử có tên trong danh sách thi đỗ. 3 ngày sau phải có mặt ở hoàng cung để dự yến tiệc do nhà vua chiêu. Không xong rồi, có kẻ đã hạ độc ngựa thần. Trời ơi, làm sao mình về kịp kinh thành trong tối ngày mai để dự tiệc đây? Nếu không đến dự kiện, nhất định sẽ bị giáng tội khí quân. Làm sao bây giờ? Từ đây đến kinh thành, nếu đi bằng ngựa, nhanh cũng phải mất đến 2 ngày. À, ở nhà em có đàn ngựa tốt, em sẽ lựa con khỏe nhất cho anh. Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nha Tiểu Mỹ. Đây là con ngựa tốt nhất ở nhà em, anh hãy mau lên đường kẻo trễ.
Anh an tâm, em sẽ ở nhà chăm sóc cho ngựa thần. Anh hứa sẽ bình an trở về. Em hãy ở nhà đợi tin anh nha. Khá lắm, khá lắm. Để coi lần này tên học trò kia làm sao thoát tội được. Hôm nay ta vui, các người mau đi bắt thêm gà vịt trong làng về cho ta ăn một bữa no nê đi, ta đói rồi. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Cố lên ngựa ơi, chúng ta phải chạy xuyên đêm nay thôi. Trời tối như vậy thì khó mà nhìn đường được. À đúng rồi, ngọc mặt trời. Mặt trời, hãy mau chiếu sáng cho ta. Tốt quá rồi, mình tiếp tục lên đường nào. Ông ra bắt đi, tôi canh cho. Có con người tới là phải la lên liền nha. Được rồi, đi đi. Nhanh chứ kẻo chủ nhân đói bụng lại tức giận bây giờ. Tiên trời lại tối như vậy đó. Xưa nay trẫm chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ này diễn ra. Hai ngày qua mặt trời mãi bừng sáng, sao bây giờ lại lặn đột ngột như vậy? Muôn tâu đức vua, xin thứ lỗi cho học trò đến trễ. Tại sao bây giờ mới tới vậy? Là trễ như vậy rồi thì tới là sao chứ? Yến tiệc xong hết rồi mới tới. Là phần thưởng khi quân. Dạ, muôn tàu đức vua, học trò là Sáu Long, đội tiến sĩ trong khoa ngữ lần này. Ta đã mang lên cuối này đại yến kiệt, người vừa mới đổ cao đã dám khích hình hình của trẫm sao? Dạ thưa, học trò không dám. Học trò đợi cả ngày nhưng mà không thấy mặt trời lặn, cứ ngỡ là chưa đến giờ, vì vậy mới tới trễ. Mong đức vua rộng lượng bỏ qua cho. Thưa nhà vua, Sáu Long tuy đáng tội chết nhưng cậu ấy nói không phải không có lý. Thần có ý này. Quan đại thần cứ nói tiếp. Gần đây bá tánh tại ngôi làng nhỏ ở ngoại thành than vãn, thường xuyên bị yêu tinh vào nhà trộm gà bắt chó, cuộc sống bị quấy nhiễu. Người hãy cử Sáu Long tới đây làm quan tri huyện, để cậu ấy đánh đuổi bọn yêu quỷ, lấy công chuộc tội. Được, vậy cứ làm theo cách của quan đại thần. Sáu Long, ngươi hãy mau tới ngoại thành nhận chức. Dạ, học trò xin tuân lệnh. Ta hỏi ngươi, khi một quan tri huyện tới nhậm chức thì thường ở đây có tục lệ gì? Dạ bẩm quan, ở thôn này khi có quan mới tới nhậm chức, người dân thường sẽ mang lễ vật tới tặng để chào đón. Nghe rõ lời ta dặn đây, nếu có ai đến tặng lễ vật, ngươi cứ lựa lời từ chối, sau đó đi theo dõi người đó ở đâu, làm gì, rồi về báo lại cho ta, nghe chưa? Hả? Dạ, thuộc hạ đã. Mau dẫn đường cho ta đến giếng nước đó. Giao cho hai người làm chút việc cũng làm không xong. Bây giờ, phải làm sao để hạ độc tên học trò này đây? Chủ nhân bớt giận. Do cái tên này nó không nhận quà cáp của ai hết. Thức ghê. Yêu ma phương nào, mau ra đây cho ta. Chết rồi, chết rồi ngôi chủ nhân ơi. Ta còn sống sợ sợ đây mà hai người trụ ta chết hả? Không phải, không phải. Nhưng tên quan kia tìm ra hang ổ của chúng ta rồi, giờ phải làm sao đây? Hắn không có dám xuống đây đâu. Dưới này tầm tối ẩm ướt, hắn không phải là đối thủ của ta.
Đúng đúng, chủ nhân là vô địch thiên hạ. Ta phải xuống dưới bắt tròn ổ chúng mới được. Thưa quan, nhưng những sâu bao nhiêu còn chưa rõ, xin người đừng mạo hiểm. Hai người đi tìm cho ta một tảng đá thật lớn tới đây. Dạ. Thả xuống giếng cho ta. Bên dưới giếng này chắc hẳn là yêu ma. Mong quan đừng dại dột xuống dưới. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chẳng lẽ cứ để đó cho chúng tác quái tác quái, phiền nhiễu dân làng sao? Nhưng mà ý ta đã quyết, các người cứ nghe theo lời ta. Sau khi ta xuống dưới, chăn lưới sẵn trên biển giếng. Thế con vật nào nhảy ra thì bắt lấy cho ta. Thuộc hạ xin tuân lệnh quan. Mong người hãy cẩn thận. Quỷ đen, ngươi chưa chết sao? Đã nói là chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Tên học trò nhà ngươi cũng to gan lắm, dám xuống tận đây ha. À, thì ra là hai tên ít tin các ngươi đã phá ta ở hội thi. Chính ta sai chúng đi hại ngươi đó. Thừa thần cũng là do ta hại đó. Hôm nay ta sẽ kết liễu tên quỷ độc ác nhà ngươi. Các ngươi tiến lên cho ta. Ở dưới giếng sâu, hắn đánh không lại chúng ta đâu. Trong hang tối như vậy đúng là bất lợi cho ta. Lần này không ai có thể cứu được ngươi rồi. Đúng vậy, lần này ngươi không thể trốn thoát được nữa đâu. Cứu ta! Đại mau! Đại mau! Chúng ta ra! Đã ra! Đâu biết nói! Làm sao bây giờ? Chạy mau! Để con học trò đuổi tới là chúng ta không thoát được đâu! Hai con ếch tinh đâu? Dạ, tôi thuộc hạ đã bắt được chúng, nhưng mà chúng dở trò cho nên chạy thoát rồi. Vậy sao hai ngươi còn không mau đuổi theo? Chúng chạy hướng nào? Xin tha mạng, tha mạng. Kìa mất, sao cậu biết tôi ở đây? Ôi, ngựa thần, ngươi đã khỏe mạnh lại rồi, thật tốt quá. Chuyện là thế nào vậy mực, mau kể cho tôi nghe. Là như thế này, tôi đang ở trong rừng thì lũ sẻ báo tin ngựa thần gặp nguy hiểm. Thế là tôi vội hái sâm quý đem đến cứu sống ngựa thần. Mau kể cho ta nghe. Lại là lũ ít tin. Không được, bà phải đi tìm Sáo Long để cảnh báo thôi. À, xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những con ếch vô hại. Xin tha cho. Vô hại hả? Do các ngươi mà ngựa thần suýt chút mất mạng. Các ngươi phải đền tội. Khoan, là do quỷ đen xui khiến chứ chúng tôi nào dám. Vậy còn chuyện trộm gà vịt của dân làng là các ngươi làm phải không? Chúng tôi là loài ếch, xưa này chỉ ăn mỗi ruồi mũi sâu bọ. Chuyện trộm gà vịt cũng là do quỷ đen bắt ép chúng tôi làm. Nếu không nghe theo lời hắn thì e rằng chúng tôi khó mà giữ cái mạng sống đến hôm nay. Chúng tôi xin hứa sẽ không bao giờ quấy nhiễu ngài và dân làng nữa. Có thật là các ngươi bị ép mới gây ra những chuyện như thế này không? Xin cam đoan hoàn toàn là sự thật. Mong ngài tha mạng. Tôi không tin lũ ếch tin này. Tôi đã bị chúng gạt một lần rồi. Sáo Long, anh đừng mềm lòng. Sáo Long, khoan đã con. Dạ, con xin chào thần rừng. Cảm ơn con đã dũng cảm tiêu diệt được bọn quỷ hung ác.
trừ hại cho dân, riêng lũ ếch tinh này thì hãy tha mạng cho chúng. Nhưng lỡ chúng làm hại bá tánh thì sao, thưa thần rừng? Các con không phải lo, lũ ếch này bản tính vốn dĩ không xấu xa, ta sẽ đem chúng vào rừng để giao quân, giúp cho chúng ăn năn hối lỗi. Dạ, cảm tạ thần rừng. Bọn quỷ đã được tiêu diệt, nay con xin hoàn trả những báu vật này lại cho người ạ. Bằng mưu trí và lòng dũng cảm của mình, Sáu Long diệt trừ quỷ đen, bắt được hai ếch tinh và giao chúng cho thần rừng xử trí. Từ đó cuộc sống của bá tánh nơi đây được yên ổn, cậu trở thành vị quan được nhà vua tin cậy, dân chúng yêu mến, giữ đúng ước hẹn, Sáu Long cưới Tiểu Mỹ và sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau. Ngày xưa, có anh chàng bần khỏe mạnh, tháo vát, vì yêu mến nàng lụa, con gái phú ông, nên chàng nguyện làm không công cho nhà phú ông suốt 3 năm liền. Nàng lụa thấy chàng thật thà chăm chỉ, nên cũng sinh lòng thương mến. Chàng nghỉ tay, uống miếng nước rồi làm tiếp. Ở đây đông người như vậy, mà cô lụa chỉ đặc biệt đưa nước cho cậu bần thôi sao? Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày có thể cưới nàng làm vợ. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho nàng. Thiếp tin chàng. Đánh thật đau cái thằng bần cho ông, nửa đêm nửa hôm đi dụ dỗ con gái nhà lành. Kìa cha ơi, cha đừng đánh anh bần nữa. Dừng lại, hôm nay ông chỉ cảnh cáo thôi, đừng để ông bắt gặp có lần thứ hai. Con xin lỗi ông chuyện hôm nay, nhưng mà con thương em lụa thật lòng mà. Không nhân nhị gì hết, mày nghèo còn dám đèo cao, ông đi khinh. Cha cảnh cáo con, không được hẹn hò gặp mặt thằng bần nữa, nghe chưa? Kìa cha, ông đã hứa sẽ gả em lụa cho con, nếu con làm công cho ông đủ 3 năm mà. Nay cũng đã đến ngày hẹn rồi. Im ngay, con của ta là cành vàng lá ngọc, phải lấy nhà giàu hay quan lớn kìa, ngươi đừng hòng mơ mộng. Kìa ông, xin ông giữ lời hứa gả em lụa cho con, con nguyện làm tất cả những gì ông yêu cầu. Thôi được, muốn cưới con ông à, cũng dễ thôi, trừ khi ngươi sắm được mâm cao cổ đầy, đãi cả làng một bữa no say, ta sẽ gả con cho. Còn không, đừng có mơ. Cha, nhưng cha đã hứa với anh bần, nên con cũng thương anh ấy. Thằng hầu đâu, dẫn cô lụa về mau. Phận ta nghèo, làm sao kiếm đủ số tiền sắm cổ đại cả làng bây giờ? Cha ơi, xin cha hãy giữ lời hứa năm xưa, gả con cho chàng bần. Trời ơi, ngày xưa cha chỉ nói vậy để nó làm trâu làm ngựa cho nhà mình 3 năm mà thôi. Chứ con gái của cha thì phải gả cho gia đình giàu có, quyền quý mới xứng chứ. Gia đình quyền quý giàu có liệu có đối xử tốt với con không cha? Anh bần là người thật thà, tốt bụng, lại rất thương con. Thương? Thật thà, tốt bụng có tạo ra cơm ăn vàng bạc được không? Vậy nếu chàng kiếm đủ tiền làm cổ đãi cả làng như cha yêu cầu thì sao? Cái thằng đó nghèo xác xơ như vậy, con nghĩ nó có thể kiếm đủ tiền à? Ta nhất định phải kiếm đủ tiền để hỏi cưới em lụa. Được rồi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Tài sản chỉ có mỗi chiếc rìu, chàng bần ngày ngày vào rừng sâu đốn củi, mong có thể kiếm đủ tiền để hỏi cưới nàng lụa, con gái của phú ông. Ha 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 ha.
đốn củi thế này, biết chừng nào mới kiếm đủ tiền đây. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi vào rừng sâu, hy vọng tìm được gỗ quý. Ta biết trời gần tối rồi, nhưng ta phải cố gắng vào sâu hơn nữa mới có thể tìm ra gỗ quý. Bình tĩnh nào, có ta đây, không có chuyện gì đâu. Cây to thế này ắt hẳn là gỗ quý rồi, bán ra chắc được nhiều tiền đây. Có chuyện gì với ngươi thế, lại nghịch ngợm gì nữa có đúng không? Sợ bi đâu. Ta phải giúp chàng Bần mới được. Đêm khuya thế này chắc mọi người cũng đi ngủ rồi. Đứng lại đó. Dạ, cha. Đêm hôm khuya quắc, con tính đi đâu vậy? Con giấu gì phía sau vậy? Hả? Dạ, dạ thưa cha, không có gì ạ. À. Nhà ngươi dám? Trả lại cho ta, trả lại cho ta mau. Cha, đây là trang sức của con mà. Đúng là nuôi ông tay áo. Nửa đêm nửa hôm, con định lấy vàng bạc của nhà này cho thằng Bần đúng không? Con Thâu, canh cổng thật kỹ. Chừng nào cô lụa còn tơ tưởng đến thằng Bần đó thì một bước cũng đừng mong ra khỏi cái nhà này. Dạ thưa ông. Chàng Bần ơi, không biết bây giờ chàng đang làm gì. Lẽ nào cây này có yêu tinh? Chàng tiểu thư, xin dừng tay, làm ơn dừng tay lại. Ngươi lại? Ta là mộc tinh, trú ở trong cái cây này đã 300 năm rồi. Thì ra là mộc tinh. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải đốn hạ cây này, trừ mối nguy hại cho dân lành. Khoan khoan, chàng tiểu thư, hãy nghe ta nói. Ta là mộng tinh, nhưng chưa bao giờ làm hại ai. Vậy tại sao ngươi lại quá phép hại ta? Ta quá phép chẳng qua để đuổi ngươi ra khỏi khu rừng, không làm hại cây cổ thụ mà thôi. Không ngờ người phạm như mi lại có sức khỏe như vậy, làm tiêu hao bao sức lực tu luyện của ta. Chẳng giấu gì ngươi, thật ra ta vốn là tiên ở trên trời. Ta vốn là một tiên cai quản Dượng Thượng Quyến ở tiên đình. Chẳng may một lần ngủ quên, để yêu ma lọt vào tàn phá cả khu rừng. Chết ta rồi, Ngọc Hoàng trách phạt, đày ta xuống trần gian trở thành một tinh, trú ngụ tại gốc cây cổ thụ này để ăn năn sám hối. Đến nay đã 300 năm, thần cây cổ thụ này là nơi trú ngụ hàng trăm năm qua của ta. Nếu người đốn đi, ta sẽ hồn bay phách lạc, chẳng thể nào tu luyện để trở về thiên định được nữa. Hoàn cảnh của ông cũng đáng thương, nhưng ta cũng đang gặp khó khăn,
Nhiều ngày rồi ta mới tìm được gỗ quý. Nếu không đốn cây, ta lấy gì kiếm tiền để sắm mâm cỗ hồi cưới con gái phú ông? Mâm cỗ à? Chà, ta có thể giúp người. Thật sao? Ta cho ngươi mâm thần, có thể biến ra thức ăn cho ngươi ăn cả đời không hết. Chỉ cần nhà ngươi hứa không đốn cây cổ thụ này, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nếu quả thật có vật báo như vậy, ta đồng ý. Ông định lừa ta sao? Mâm này có khác gì mâm bình thường đâu. Nghe ta nói đã, mỗi lần muốn ăn gì, ngươi hãy gõ vào mâm thần 3 cái rồi đọc tên món ăn. Khi đó thức ăn sẽ xuất hiện. Nếu không tin, ngươi cứ thử. Mâm thần ơi, hãy cho ta một thớt cơm nóng và một con gà quay. Ôi đúng là mâm thần thật rồi. Mộc Tinh, ông cùng ăn nhé. Bẩm ông ơi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Bẩm ông, thằng Bần á, nó tới hội cưới con Lụa kìa ông. Dạ con chào ông, hôm nay con tới đi hội cưới em Lụa. Ơi, chàng Bần, cuối cùng chàng cũng đến. Hỏi cưới? Vậy đã có tiền sắm cổ chưa mà đòi cưới con gái ông? Dạ thưa ông, có chiếc mâm thần này thì muốn có bao nhiêu mâm cổ của ngon vật lạ gì trên đời đều có được ạ. Người nói mâm này là mâm thần. Thật là nực cười. Hầu đâu, đuổi cổ cái thằng vừa nghèo vừa điên này ra cho ông. Bẩm ông, xin ông cho con chứng minh lời con nói là thật ạ. Mâm thần, hãy cho ta một mâm cổ thịnh soạn và bình rượu quý thiết đại phú ông nào. Rễ hiền, uống đi con, uống nữa đi con. Thưa ông, xin ông định ngày để con được qua nhà chính thức hội cưới em Lụa. Được, vậy hôm nay ngươi hãy mời bà con đến ăn cỗ để báo hỷ. Sau đó ta sẽ định ngày lành tháng tốt để chính thức gả con. Cảm ơn ông, vậy con đi thông báo cho bà con đây ạ. Nghe nói hôm qua cậu Bần đãi cổ cả làng để báo hỷ cưới cô Lụa đó bà con ơi. Cậu Bần nhìn thế mà giỏi quá. Thôi nhanh chân lên chứ hết phần bây giờ. Dạ thưa bà con, hôm nay tôi mời bà con đến đây là để đãi cổ báo hỷ, xin phép được hội cưới cô Lụa, con gái của phú ông. Cậu Bần thiệt có lòng, bà con chúng tôi cảm ơn cậu trước à. Thế cổ đâu? Sao giờ chưa thấy vậy cậu Bần? Dạ thưa bà con đừng vội ạ. Đây là chiếc mâm thần, có thể biến ra mọi loại cao lương mỹ vị, ăn không bao giờ hết ạ. Trời ơi, có thật không vậy? Cậu đừng đùa với chúng tôi à ngang. Dạ bà con đừng nóng ruột, tôi sẽ biến ra đồ ăn ngay đây. Mâm thần, hãy cho ta mâm cổ thịnh soạn và loại rượu thượng hạng nào. Có thấy gì đâu, cậu lừa chúng tôi đúng không? Thấy người ta già lừa đúng không? Dạ dạ, bà con bình tĩnh, để tôi thử lại lần nữa. Mâm thần, hãy nhanh biến ra cho ta mâm cổ và bình rượu thượng hạng đãi bà con nào. Chuyện này là sao chứ? Cậu đúng là quá đáng mà, làm bỏ cả buổi trời không cài cái gì được hết đây. Rõ ràng hôm qua chiếc mâm biến ra đồ ăn mà. Có phú ông và em Lụa đây làm chứng, có đúng không ạ? À? Đúng mà, các cô bác ơi, hôm qua con... Nè, con đừng có binh vực cái thằng đáng nghèo còn đi nói dối bà con. Cậu đã sai rồi mà còn không biết lỗi, làm bà con uổng công đến đây. Thằng Hầu đâu, đánh nó cho ông, cái tội lừa gạt mọi người. Đánh đi cho chữa ức mình, làm mất cả buổi cài của ông ta, thiệt tình. Cứ tưởng được ăn cổ, ai dè lại ăn quả lừa. Thôi đi về làm việc bà con ơi. Bà con, hãy tin tôi đi mà. Tin nè. Tao không nói dối dân làng, nhưng tại sao chiếc mâm thần không còn linh nghiệm nữa chứ? Mâm thần, hãy cho ta một thớ cơm nóng. Ngày mai chúng ta phải vào rừng tìm lão Mộc Tinh,
hỏi cho ra lẽ mới được. Ông Mộc Tinh, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ông bị bệnh sao? Người đến tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi ông, tại sao chiếc mâm này lại không quá ra thức ăn được nữa? Vì nó mà ta bị bẻ mặt trước bao nhiêu người. Phú ông trách phạt, không cưới được người ta thương. Người khờ quá. Ở đây là mâm giá, thì sao có phép thuật mà biến ra thức ăn được? Ông nói đây là mâm giả sao? Chính ông đã ban cho ta kia mà. Mâm ta cho ngươi đúng là mâm thần. Ủa còn cái này là mâm thường. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, từ lúc ta tặng ngươi chiếc mâm thần thì ngươi đã gặp những ai? Lẽ nào... Mâm thần ơi mâm thần, có mì thì từ nay nhà ta chẳng cần tốn đồng bạc nào, vẫn có đồ ăn phủ phê. Thì ra cha thiếp đã tráo lấy chiếc mâm của chàng, để chàng phải chịu oan ức rồi. Ai đó, bước ra mau. Là con, thưa cha. Lén lút đứng ngoài cửa làm gì đó? Cha ơi, con đã thấy cả rồi. Cha hãy đưa chiếc mâm cho con, để con trả lại cho chàng ấy đi cha. Dơ giận, mâm nào của nó mà trả. Bây giờ cái gì trong tay cha là của cha, hiểu chưa? Cha, nếu cha không trả lại mâm cho chàng Bần, Con sẽ nói ra sự thật với bà con trong làng. Nuôi con khôn lớn, giờ con dám ra điều kiện với cha đó hả? Thằng Hầu đâu? Nhốt cô Lụa vào phòng, không cho ra ngoài nửa bước. Lại là ta không cẩn trọng để bị tráo mâm thần. Ta xin lỗi đã nghi ngờ ông. Ông bị sao thế này? Nhìn ông yếu lắm. Chắc ta không chống chịu được bao lâu nữa. Có một con quái vật đang hút cạn nước đầu nguồn, khiến cây không đủ nước, làm ta bị thương. Ta linh cảm nguồn nước sắp cạn rồi. Khi đó cái cây chết thì ta cũng lâm nguy. Sao ông không đi đánh con quái vật đó đi? Ta và cây cổ thụ là một. Nếu rời xa cây này và ra khỏi khu rừng thì ta sẽ hồn bay phách lạc, khó mề tu luyện. Vậy thì ta sẽ giúp ông. Người nói thật chứ? Còn quái vật đó đã tu luyện nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Ông yên tâm, ta sẽ dùng chiếc rìu này để đánh đuổi nó. Ông đã từng giúp ta, ta không thể để ông chết được. Vậy hãy nhớ, còn quái vật này có tim ở ngay hai mắt, chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Nước mát quá, người cùng uống miếng đi. Con quái vật này quá to lớn, ta phải làm sao bây giờ? Hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt, chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Ta đã có cách. Ê quái vật, ta ở đây nè. Quái vật, đỡ lấy này. Hay quá, con suối này đã đầy nước trở lại rồi. Cuối cùng ngươi cũng làm được rồi. Ông khỏe lại rồi chứ? Nhờ cả vào ngươi, ta lại có nguồn nước quý để tu luyện rồi. Để cảm tạ, ta sẽ tặng ngươi một bao vật còn quý giá hơn cả chiếc mâm thần lần trước. Thưa ông,
con đâu cần ngựa đi làm gì? Đây không phải là ngựa thường, mà là ngựa thần, có thể ỷ ra vàng. Chỉ cần vỗ vào mông ngựa ba cái, lập tức nó sẽ ỷ ra vàng cho người. Ôi, là vàng thật nè, thật là thần kỳ. Con mời cha dùng trà. Ừ, con đó, đừng có ý định đi tìm thằng Bần nữa. Nếu không á thì cha nhốt lại trong phòng đó, biết chưa? Mình phải nhẫn nhịn, rồi từ từ tìm cách sao. Con biết rồi thưa cha. Bẩm ông, thằng Bần lại tới. Cái thằng đó còn dám giác mặt tới đây đó hả? Ngươi cứ đuổi nó ra khỏi cho ông. Kìa cha ơi. Dạ nhưng thằng Bần nó mang theo cây vàng hỏi cưới cô lụa đó ông. Ông đã biểu là đuổi nó ra. Khoan đã, người nói gì? Nó mang cái gì tới? Dạ thưa ông, hôm nay con mang sính lễ đến để hỏi cưới em lụa, mời ông xem qua. Vàng này cũng được á, nhưng số vàng này từ đâu mà ngươi có? Không được, nếu nói sự thật mình có ngựa thần, phú ông sẽ tìm cách chiếm lấy như chiếc mâm thần lần trước. Dạ thưa ông, vàng này là do con làm ăn mà có, mong ông chấp thuận gả em lụa cho con ạ. Cha ơi, chàng Bần đã có lòng như thế, mong cha chấp thuận cho chúng con được nên duyên vợ chồng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng có lòng thành. Cảm tạ phú ông. Vậy tuy nhiên số vàng này quá ít, nếu người có thể đem đến gấp đôi lượng vàng hôm nay, ta sẽ đồng ý gả con cho. Cha ơi, yêu cầu nhiều vàng như thế, làm sao chàng ấy có thể? Con đồng ý. Phú ông và em lụa yên tâm, ngày mai con sẽ đem đủ số vàng đến, mong ông hãy giữ lời hứa. Con xin phép ra về để chuẩn bị. Xin chào ông ạ. Quái lạ, chẳng lẽ nó vừa đào được cái mỏ vàng? Ta phải theo dõi nó mới được. Thì ra là ngươi có con ngựa thần ỷ ra được vàng. Được lắm, được lắm. Vàng của ta đâu? May quá, người thần vẫn ở đây. Người thần, người sao thế này? Hay là người đói bụng ta? Bây giờ hãy ị ra vàng cho ta nhé, ngựa thần. Ui da! Ngựa thần, thế này là sao vậy? Biết chàng Bần có kiếm đủ số vàng ấy không? Ta thật lo quá.
Sao rồi? Vàng ta yêu cầu đâu? Ông còn hỏi tôi là ông đã lấy cắp mâm thần, giờ còn đánh tráo cả người thần của tôi nữa. Ngươi nói gì? Ông đây nghe chẳng hiểu. Có phải ngươi không sắm đủ vàng nên tới đây làm loạn phải không? Là ông lấy cắp báu vật của tôi, hãy trả lại cho tôi. Bằng chứng đâu? Không phải miếng ngọc bội này là của ông sao? Sao nó ở chỗ tôi còn ngựa chứ? Thằng này láo. Miếng ngọc này thì liên quan gì đến chuyện con ngựa của mày? Mấy đứa hầu đâu? Thằng bằng du quan giá họa cho ông. Đánh rồi đuổi cổ nó ra ngoài mau. Đừng cha ơi, tôi xin cha đừng đánh thằng bằng nữa mà cha. Con xin chịu đòn cùng với thằng bằng. Thôi được rồi, dừng tay. Hôm nay ông tha cho mày. Nếu còn đến đây kêu gào làm loạn, đừng trách ông nhẫn tâm. Còn con, thần lá ngọc cành vàng, đợi ta tìm chỗ xứng đáng gả đi. Quên cái thằng nghèo này đi. Phen này nhà ông sẽ giàu nhất cái xứ này. Cái thằng bần này nhìn nghèo nghèo vậy mà có được hai vật thần kỳ. Tiếc là ngươi không có số hưởng. Bây giờ hả, vật báo đều ở trong tay phú ông ta. cục cưng, mau ị cục vàng cho ông nào. Thì ra ngựa thần là của chàng Bần. Chàng lại bị oan rồi chàng Bần ơi. Mình phải đi tìm chàng Bần mới được. Im lặng nào. Ai đó? Ai dám trộm ngựa của ông? Thằng hầu đâu? Làm gì đó? Mau xuống ngựa cho cha. Con xin cha, hãy để con trả ngựa lại cho chàng Bần. Láo, ngựa nào của nó? Thằng hầu đâu? Đỡ câu lụa xuống cho ông. Lụa, lụa, con có sao không? Mộc Tinh, ông có ở đây không? Chào chàng tiểu phu. Sao rồi? Người có thích ngựa thần mà ta tặng không? Ta... đã hỏi cưới được người mà ngươi thương chưa? Phú ông lại tráo lấy ngựa thần của ta rồi. Ta cũng chẳng cưới được người ta thương. Tội nghiệp chàng trai. Mộc Tinh, xin ông hãy giúp ta thêm một lần nữa. Con gái, vậy ăn chút gì cho khỏe đi con. Thầy Lan đã nói rồi, con bị ngã ngựa, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Ráng ăn uống bồi bổ thì sẽ mau khỏi. Con xin cha, cha hãy trả ngựa và mâm thần cho chàng Bần được không cha? Do nó, con mới bị ngã ngựa. Còn nhắc đến tình nó hả? Cha sẽ sai người đi đánh chết nó luôn. Cha, thôi được, con sẽ nghe lời cha. Muốn ta giúp người cũng được. Ta còn một báu vật cuối vô cùng lợi hại, có thể giúp người lấy lại những gì đã mất. Nhưng đổi lại thì... nếu ông có thể giúp ta thêm lần nữa, ta nguyện làm mọi điều mà ông yêu cầu. Thật ra ta đã tu luyện được 300 năm, nay sắp đến thời khắc có thể hồi phục tiền khi trở về thiên đường. Nếu người có thể giúp ta canh gác liên tục 2 ngày 2 đêm, không cho bất kỳ con vật hay yêu ma nào phá rối, ta hứa sẽ giúp người. Ông yên tâm, ta nhất định dùng cả tính mạng để canh gác cho ông. Tiền khí lúc mới hình thành sẽ thu hút nhiều quái thú. Người hãy cầm lấy chiếc lá này, nó có thể giúp người trong lúc nguy khôn. Cảm ơn ông, ta sẽ giữ nó cẩn thận. Chắc ông Mộc Tinh sắp tu luyện xong rồi. Ah!
rồi. Con gấu này có thể biến hình. Lá thần, hãy trợ giúp cho ta. Phu, hãy tỉnh dậy nào. Ôi, Mộc Tinh, ông đã tu luyện xong rồi sao? Đúng thế, ta đã trở lại thành tiên rồi. À, Mộc Tiên, chúc mừng ông. Cũng nhờ ngươi canh gác suốt 2 ngày 2 đêm, gan dạ chiến đấu với gấu dữ để ta tập trung tu luyện. Như đã hứa, ta sẽ tặng ngươi một bao vật to no. Ngươi có thể dễ dàng lấy lại những gì đã mất. Thật tốt quá, cảm ơn ông. Ta sẽ chỉ cho người cách sử dụng cây gậy chống ngược này. Đa tạ Mộc Tiên, nhất định ta sẽ giữ cây gậy thần này thật cẩn thận. Sau khi người đạt được ý nguyện, hãy nhớ sống tử tế để phát huy những quyền phép của bao vật đúng người, đúng việc. Ta xin hứa. Ây cha, để xem hôm nay ăn cái gì. À, nghĩ ra rồi. Mâm thần, hãy cho ta món gà nướng và một bình rượu hồng đào. Nè, ngươi lại tới đây làm cái gì? Người đâu? Tôi hỏi ông, mâm thần và ngựa quý của tôi đâu? Chẳng có mâm hay ngựa gì của ngươi ở đây hết. Thằng hầu, lôi cổ nó ra cho ông. Trời đánh còn tránh bữa ăn, bực cả mình. Chàng Bân, cẩn thận. Ông ơi, cứu con, cứu con, cứu con. Chuyện gì vậy? Sao? Tự dưng hai đứa trồng cây chuối như vậy? Bà nói tụi bay bắt thằng Bân ra ngoài mà. Không phải, con trông mặt quá, ông ơi, cứu con. Thằng Bân nó quá phép đó, ông ơi. Đây là cây gậy thần. Nếu ông không trả lại mâm thần và ngựa quý đã lấy được, chắc tôi. Gậy thần, ngươi đừng phòng dọa ta. Là cha đã mấy lần thất hứa với chàng Bần, lại lấy cắp báo vật của chàng. Giờ cha mau trả lại mâm thần và ngựa quý cho chàng đi cha. Ôi trời đất ơi, tôi thở không nổi nữa rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, mâm thần và ngựa của tôi đâu? Ông ơi, mau trả đồ cho nó đi ông ơi. Tụi con chịu hết nổi luôn ông ơi. Hết nổi ơi. Thôi được rồi, thả ta xuống, ta sẽ trả mâm thần và ngựa quý cho ngươi. Được. Trời ơi, say sẩm cả mặt mày. Cha, cha không sao chứ? Con được lắm. Cuối cùng cũng lấy lại được vật báo rồi. Ta đã trả lại chiếc mâm và con ngựa rồi. Ngươi mau về đi, đừng làm phiền ta nữa. Thưa ông, lúc trước ông hứa nếu con làm công đủ 3 năm sẽ gả em lụa cho con. Mong ông thực hiện lời hứa của mình. Mong cha tác thành cho chúng con. Thôi được rồi, ta đồng ý. Cảm ơn cha. Cuối cùng chàng tiều phu cũng cưới được con gái phú ông, nhớ lời Mộc Tiên đã dặn. Từ đó về sau, vợ chồng chàng Bần nàng lụa dùng mâm vàng và ngựa quý để giúp đỡ người nghèo, dùng gậy chống ngược để trừng trị những kẻ tham lam độc ác. Ơn đức của vợ chồng chàng tiều phu được người người hết lòng ca tụng.